在那挂着吧，要么它挂不住，是吧？要么最好拧一下，来，要么拧一下的这个。现在它压出去怎么拧？它压的是底下，用外面。让我拧一下。现在跟它压紧。可以拧，它压的底下和外面没关系，让我拧一下。em xoay cái bồn này xem có xoay được không? Xoay nó lại được đâu? Để nó nhìn ra. Xoay xoay để tí nữa cái tay này nó bắt vào cái chỗ này này. Đây cả. Mở xoay như này á, chắc không không được. Đúng vậy. Để nhìn ra. Chỉ quay thính xe lái hơi chơi sơ toàn, chuẩn bị toàn rồi toàn không được. Thay sơ đi, thay sơ đi, thay sơ đi nhá, thay sơ khác. Thay sơ. Ôi cái đấy không vừa, ít quá. Để nguyên cái sơ nhỏ thế. Đây thôi mà, chắc ra đi, chắc ra để tôi sẽ bỏ vào. Thính, thính, thính. Ra bỏ đấy. Ép cho nó kiệt nhá. Ép cái này là kiệt hết ngay, hết sạch ngay. Yeah. 这个没动啊，这个压力表它不会动的。只要你就是用手动，你感觉什么时候好就好了，可以了，没了。小心重的哟，看时间，看时间。监控线是没问题的，我们现在用设备，停设备吗？对。等一会儿吧，大家。停一会儿，让他就是把那个料子。这样它直接熬水。